Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi các tin tức trên kênh Youtube và Điện tử VOV. Thưa quý vị, báo chí quốc tế đang nóng lên từng ngày với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhất là khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Donald Trump đều vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ lần lượt của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa ở Michigan. Tuy nhiên, vấn đề khiến cho giới truyền thông Mỹ đau đầu nhất hiện nay lại là việc tập trung vào độ tuổi của Tổng thống Biden và sự điều chỉnh cách thức đưa tin về ông Trump trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Trận chung kết giải bóng bầu dục nhà nghề của Mỹ NFL là sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ và cũng là chương trình phát sóng truyền hình Mỹ được xem nhiều nhất kể từ sau cuộc đổ bộ liên mặt trăng năm 1969. Tuy nhiên, vào hôm 18 tháng 2, Tổng thống Joe Biden đã từ chối một cuộc phỏng vấn trước trận đấu hấp dẫn này, bỏ lỡ cơ hội thu hút 123,4 triệu khán giả. Thay vào đó, vị tổng thống 81 tuổi đã tham gia TikTok, nền tảng mạng xã hội được thanh thiếu niên lựa chọn và đăng một video vui vẻ ca ngợi mẹ của cầu thủ Travis Kens, bạn trai của nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift. Đó là một sự thay đổi làm dấy lên làn sóng chỉ trích đối với ông Biden, nhân vật được đánh giá là tổng thống ngại truyền thông nhất thời hiện đại. Theo các số liệu công bố, kể từ khi nhậm chức cho đến nay, ông chỉ thực hiện 86 cuộc phỏng vấn so với 300 của người tiền nhiệm Donald Trump và 422 của ông Barack Obama và cùng thời điểm trong nhiệm kỳ tổng thống. Tổng thống Biden cũng ít tổ chức các cuộc họp báo chính thức hơn, từ bỏ truyền thống chương trình phỏng vấn cuối năm và chỉ thỉnh thoảng tổ chức các sự kiện truyền thông chung với các nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm. Ngay cả khi thủ tướng Đức Olaf Scholz đến thăm Mỹ gần đây, ông Biden cũng không tổ chức họp báo chung với nhà lãnh đạo này. Chính sự rụt rè của Tổng thống đương nhiệm là nguồn cơn khiến giới báo chí Mỹ thất vọng. Nhưng nó cũng làm bùng lên cảnh báo trong nội bộ Đảng Dân Chủ, vốn đang bước vào một cuộc cạnh tranh tái tranh cử gay gắt. Khi các cuộc thăm dò cho thấy, đa số người Mỹ cho rằng ông Biden đã xa để tiếp tục phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa. Ông Bill Gaston, cựu cố vấn chính sách của cựu Tổng thống Bill Clinton cho biết, đó là một sai lầm tồi tệ, nếu ông ấy tiếp tục rút lui khỏi các cuộc phỏng vấn và không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng khác, điều đó sẽ chỉ khiến công chúng nghi ngờ hoặc lo ngại ông đang né tránh truyền thông vì không còn đủ khả năng thực hiện điều đó nữa. Tuổi tác thực sự trở thành vấn đề lớn trong cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ, đặc biệt là đối với ông Biden, vị tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ khoảng 78% số người được hỏi trong cuộc thăm dò của Reuters IPFOS, bao gồm 71% đảng viên Dân Chủ cho rằng ông đã già để tiếp tục làm việc trong chính phủ, trong khi con số này đối với cựu Tổng thống Trump, 77 tuổi, là 53%. Đối thủ của ông Trump trong cuộc tranh cử của Đảng Cộng Hòa, bà Nikki Haley, 52 tuổi, cho rằng cả hai người đều đã quá tuổi để nắm quyền Tổng thống và cần phải kiểm tra nhận thức của cả hai. Vấn đề tuổi tác của ông Biden lại được đẩy lên hàng đầu sau khi cố vấn đặc biệt Robert Hur, cựu luật sư trong chính quyền của cựu Tổng thống Trump cho biết trong một báo cáo về cách xử lý các tài liệu mật của Tổng thống, rằng ông Biden là một người lớn tuổi, chỉ nhớ kém, tới mức không thể nhớ thời gian giữ chức phó Tổng thống Mỹ dưới thời ông Obama và ngày con trai bu qua đời vì ung thư vào năm 2015. Tổng thống Biden giận dữ phủ nhận những cáo buộc của Hur về trí nhớ của mình, nhấn mạnh khi xuất hiện tại Nhà Trắng rằng trí nhớ của tôi vẫn ổn, Tuy nhiên cũng trong bài phát biểu đó, ông đã khiến tổng thống Mexico và Ai Cập bối rối. Chính phủ tổng thống Biden đã có bước đi khác thường khi gửi một bức thư tới hiệp hội phóng viên Nhà Trắng, cáo buộc giới truyền thông đã để xảy ra những sai sót nghiêm trọng trong việc đưa tin về vụ việc. Chủ tịch hiệp hội Kelly O'Donnell mô tả bức thư là sai hướng và không phù hợp các đồng minh của ông biden cũng cáo buộc giới truyền thông áp dụng tiêu chuẩn kép khi ít tập trung vào bình luận của ông trump tại một cuộc meeting ở nam carolina về việc sẽ bỏ rơi các đồng minh nato của mỹ trong trường hợp nga tấn công và rằng ông sẽ khuyến khích nga làm bất cứ điều gì họ muốn hơn so với vấn đề tuổi tác của đương kim tổng thống Nhóm vận động tranh cử của ông Biden nêu chi tiết trong một thông cáo báo chí rằng, các chương trình chính trị trên các mạng truyền hình lớn đã dành 5 phút 52 giây cho các bình luận về NATO của ông Trump, so với 21 phút 14 giây về vấn đề độ tuổi của ông Biden. Gần đây New York Times và Washington Post lần lượt đăng 11 và 10 bài về bình luận của ông Trump về NATO, nhưng có đến 30 và 33 bài về vấn đề độ tuổi của ông Biden. Ông Trump, người từng có những tuyên bố hớ hênh, hiện đã rất chọn lọc khi nói đến truyền thông ông thường xuyên trả lời phỏng vấn cho các cơ quan truyền thông cánh hữu không có đối thủ cuộc phỏng vấn của tòa thị chính ở iowa vào tháng trước là cuộc phỏng vấn trực tiếp đầu tiên của ông trump với fox news sau gần hai năm và ông cũng tổ chức các cuộc họp báo thoải mái sau nhiều lần xuất hiện tại văn phòng dự án nhưng cựu tổng thống trump cố tình tránh né các mạng lưới và báo chí chính thống việc ông trump ứng cử tổng thống lần này cũng đặt ra một thách thức đối với chính giới truyền thông theo công ty theo dõi truyền thông MediaQuant vào năm 2016, có rất nhiều tranh cãi về việc đưa tin liên tục về các cuộc vận động tranh cử và các dòng tin trên Twitter của ông Trump, vốn đã mang lại cho ông 5 tỷ đô la Mỹ tiền quảng cáo. Nhưng giờ đây, người ta lo ngại các phương tiện truyền thông đang thay đổi quá mức bằng cách hầu như không đưa tin về các cuộc vận động tranh cử của ông Trump, một cách tiếp cận ẩn chứa những rủi ro riêng. Một số nhà báo cảnh báo rằng điều đó có thể có nghĩa là cử tri Mỹ đã bỏ lỡ những cái nhìn toàn diện về ứng viên Trump để quyết định xem có bầu chọn cho ông hay nhiệm kỳ tiếp theo hay không. Chris Hayes, người dẫn chương trình của MSNBC hồi tháng trước đã lập luận rằng ông Trump đã được hưởng lợi một cách sai lầm khi các mạng lớn không còn phát trực tiếp các bài phát biểu của ông và bị mạng xã hội cấm. Ông Hayes thừa nhận, càng ít cử tri biết đến thì càng ít người ghét ông Trump. Tuy nhiên, người dẫn chương trình này cảnh báo việc đưa tin nhiều hơn về ông Trump cũng chính là con dao hai lưỡi. Một số nhà phân tích kêu gọi giới truyền thông bớt tập trung vào cuộc đua truyền thống giữa các ứng viên mà tập trung nhiều hơn vào những hậu quả tiềm mẩn đối với nền dân chủ Mỹ. Nhiều đảng viên dân chủ vẫn hoang mang trước các cuộc thăm dò cho thấy ông Biden đang gặp nhiều khó khăn, bất chấp thực tế nền kinh tế tăng trưởng và những hiệu quả khác trong chính sách đối ngoại. Tổng thống Biden đang ngày càng tập trung vào việc tạo ra sự tương phản với người tiền nhiệm Trump, trong khi các nhà bình luận cảnh báo ông không nên đổ lỗi cho giới truyền thông. Trong một diễn biến liên quan vừa qua, Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đã có màn chỉ trích lẫn nhau khi đến thăm khu vực biên giới miền Nam nước Mỹ ở bang Texas vào cùng một ngày. Ngày 29 tháng 2, ông Biden và ông Trump cùng tới thăm biên giới vào gần như cùng một thời điểm tại hai thành phố ở bang Texas cách nhau 480 km. Trong các bài phát biểu riêng biệt, hai ông đã công kích phía còn lại, cáo buộc lẫn nhau liên quan tới tình trạng nhập cư bất hợp pháp gia tăng mạnh mẽ trong thời gian qua. Vấn đề biên giới phía nam đang được xem là chủ đề có thể tác động tới kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm nay, nơi hai ông được dự đoán sẽ tái đấu sau 4 năm. Ông Biden tới thăm Brownsville, một thành trì của Đảng dân chủ. Ông đã cáo buộc ông Trump, ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa, đang gây cản trở tới dự luật biên giới 20 tỷ đô la Mỹ để cung cấp thêm tài chính và nhân lực cho lực lượng biên phòng. Ông Biden cho rằng dự luật này đã sắp được thông qua thì ông Trump đã tác động với phe Cộng hòa rằng họ không nên đồng ý vì nó sẽ chỉ có lợi cho chính quyền đương nhiệm. Ông Biden kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng hòa thể hiện sự độc lập trước ông Trump và kêu gọi đối thủ dừng cuộc chơi chính trị, đồng thời hợp tác với ông để xử lý vấn đề biên giới. Trong khi đó tại EcoPass, ông Trump nhấn mạnh lại quan điểm về chính sách cứng rắn với người nhập cư, trọng tâm trong chiến lược tranh cử nước Mỹ là trên hết của ông. Ông Trump cáo buộc ông Biden gây ra cuộc khủng hoảng ở biên giới phía nam và cho rằng chính quyền đương nhiệm phải chịu trách nhiệm cho tình hình hiện tại. Các cuộc vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ đã gia tăng trong những tháng sau khi ông Biden nhậm chức do ông dỡ bỏ nhiều hạn chế từ thời ông Trump và có chủ trương thực hiện chính sách thoải mái hơn. Ông Trump từng tuyên bố sẽ áp dụng chính sách cứng rắn hơn về vấn đề nhập cư nếu ông trở lại Nhà Trắng vào cuối năm nay. Đây được xem là vấn đề nóng có thể tác động tới lá phiếu của cử tri, theo các khảo sát được thực hiện trong thời gian qua. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt.